Tổ chức Minh Bạch Quốc tế cho biết Đan Mạch và New Zealand là hai nước ít xảy ra tình trạng đút lót hối lộ nhất. Trong khi tại Tây Ban Nha, nước vừa đứng lên từ vực suy thoái, nạn tham nhũng lại trở nên nghiêm trọng hơn. Dự luật phạt nặng người biểu tình của Tây Ban Nha đã làm dấy lên nhiều quan ngại, bởi ngay cả khi có quy định mới, dòng người phản đối chính sách khắc khổ vẫn kéo dài và lan rộng. Trong bối cảnh kinh tế chưa vững vàng, xã hội bất ổn, Tây Ban Nha lại vấp phải một vấn đề nghiêm trọng không kém, nạn tham nhũng. Khảo sát mới nhất của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế cho thấy, Tây Ban Nha đã rớt xuống hạng 40 về chỉ số cảm nhận tham nhũng. Đây là chỉ số đánh giá mức độ tham nhũng trong lĩnh vực công tại các quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế cho biết, Tây Ban Nha mất điểm vì những vụ bê bối liên quan đến hoàng gia và đảng lãnh đạo. Hồ sơ đưa ra quy định mới về vấn đề chống tham nhũng, Tây Ban Nha đã nhận ra được vấn đề của mình và đang tiến hành khắc phục vấn đề đó. Trái ngược với Tây Ban Nha, Hy Lạp gây bất ngờ khi leo lên hạng 14 về chỉ số cảm nhận tham nhũng. Xem ra những nỗ lực chống tham nhũng của nước này đã có hiệu quả. Chúng tôi rất vui khi Hy Lạp đã có những cải thiện trong năm nay. Nước này đã thẳng tay với các vấn nạn tham nhũng và sự quyết tâm đó bắt đầu có ảnh hưởng. Nhưng dù như vậy, Hy Lạp vẫn là nước xảy ra nạn tham nhũng nghiêm trọng nhất trong khu vực EU. Ngoài ra, trong khảo sát của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, Đan Mạch, New Zealand và Phần Lan là 3 trên tổng số 177 quốc gia được đánh giá là minh bạch nhất thế giới. Trong khi nạn tham nhũng xảy ra nghiêm trọng nhất tại Somalia, Triều Tiên và Afghanistan.